Thời tiết ấm áp làm các rào chắn của người biểu tình chống chính phủ ở Ukraine tan chảy, tin từ Kiev. Nhiệt độ tăng lên trên 0 độ C vào hôm nay ở thủ đô Kiev của Ukraine. Thông thường đây sẽ là một tin tốt, nhưng lại tạo ra một vấn đề mới cho những người biểu tình đã thiết lập các rào chắn của họ bằng tuyết và băng đá. Khi Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych, chọn lựa một mối quan hệ gần gũi hơn với Nga vào tháng 11 năm ngoái, những người phản đối đã thiết lập một khu vực biểu tình ở trung tâm Kiev mà họ củng cố bằng những bao tuyết và đá. Nhưng nhiệt độ ở Kiev đã tăng lên trên 0 độ C vào cuối tuần qua và các rào chắn đã bắt đầu tan chảy. Và nhiệt độ được dự báo sẽ ở trên 0 độ C trong suốt tuần này. Cuộc khủng hoảng chính trị đã rơi vào bế tắc trong nhiều tuần qua và sự trớ trêu của tình hình đang làm cho một số cư dân Kiev hy vọng thời tiết cũng có thể mang lại một giải pháp cho một tình huống mà các chính trị gia đã không giải quyết được. Tuy nhiên, những người biểu tình đã thề tiếp tục cuộc chiến cho dù các rào chắn đang tan chảy. Các cuộc biểu tình đã làm nổi bật lịch sử phân chia của Ukraine. Ở phía đông, nhiều người Ukraine nói tiếng Nga và xem mặt tư khoa là một chỗ dựa ổn định. Ở phía tây, đa số người dân xem Nga là một đế quốc đã áp bức Ukraine trong thời kỳ Soviet.